Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn lướt vào video của Nhuận nha. Thì trong clip hôm nay, Nhuận tiếp tục cập nhật cho các bạn về giá xe của dòng xe Quay RX, một dòng xe khả năng tiết kiệm nhiên liệu không thua kém về dòng xe phụ trợ, nó chỉ là tí xíu thôi nha các bạn. Tuy nhiên thì dòng xe này được mệnh danh là dòng xe với động cơ là phân khối nhỏ, thì cho nên nó là khả năng tiết kiệm ít có dòng xe nào vượt qua dòng xe này, và khả năng công nghệ tiên tiến của Honda chính là công nghệ xăng phân lượng tử. Nếu các bạn mình muốn săn tìm một chiếc xe màu sơn bắt mắt, khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, máy móc bền đến từ thương hiệu của Honda, thì mình có thể là tham khảo một dòng xe trước mắt các bạn đang xem. Thì nếu các bạn mình có nhu cầu mình đi xem xe thì cứ việc đến ngay cửa hàng Honda Hòa Đức với số địa chỉ số 50 đường Hùng Vương, khóm 6, phường 6, thành phố Chăng. Và các bạn nhớ số điện thoại của Nhuận nha, 0964 234 878. Các bạn mình có nhu cầu sử dụng xe, mua xe, bất cứ dòng xe nào liên quan tới xe Honda thì cứ việc alo cho Nhuận, thì Nhuận sẽ hỗ trợ cho các bạn giá tốt nhất tại cửa hàng nha các bạn. Thì cho nên các bạn mình có nhu cầu thì cứ việc alo cho Nhuận đi, thì vấn đề giá thì mình sẽ tính sau ha. Rồi, thì dòng xe Quay RX hiện tại có một cái phiên bản là phiên bản màu trắng đen, mà hiện tại ở khu các bạn á thì số lượng hàng cũng rất là hiếm. Hiện tại cửa hàng mình cũng mới về được một chiếc thôi. Thời gian qua thì các bạn mình gọi về hỏi hỏi về cửa hàng rất là nhiều, và rất tiếc là không có màu để các bạn mình lựa chọn ở phiên bản màu trắng đen cực kỳ đẹp như này. Thì đồng nghĩa chỗ mình không có thì cửa hàng ngoài cũng không có. Thì cho nên á thì hiện tại cửa hàng mình cũng đã về một chiếc duy nhất thôi. Nhưng mà các bạn mình có nhu cầu đặt hàng, sử dụng hàng thì có việc alo cho Dựng để có thể là đặt cọc để giữ hàng lại ha. Thì đầu tiên á thì những chia sẻ cho các bạn về cái chiếc phiên bản màu trắng đen như thế này. Với phiên bản màu trắng đen này chính là cái phiên bản mà tất cả những dòng xe khác khách hàng đều rất là thích sử dụng, chẳng hạn như là chiếc phu trời trắng đen nè, quen pha trắng nè, RX màu trắng nè. Thì cái màu trắng thì có một cái điểm thu hút rất là lạ các bạn, hầu như khách hàng đến cửa hàng để được lựa chọn màu này. Thì dòng xe Quay RX này nó sẽ sử dụng là hệ thống xăng phun điện tử mà các bạn hay gọi là FI á, công nghệ tiên tiến của Honda, chính là công nghệ xăng phun điện tử. Với khối động cơ á, là 110cc nha các bạn, khối động cơ 110, và khả năng như tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, nó chỉ đứng sau với dòng xe phu chờ. Nhưng sẽ quay cho các bạn mình xem nè, dòng xe phu chờ thì hiện tại á, là 1,47 lít trên 100 km, thì được mệnh danh là ông vua dòng xe số rồi. Thì đứng thứ hai của nó chính là dòng RX, chính là chiếc này, 1,56 thôi nha các bạn, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Nó lên nó khi các bạn mình chạy một ước tính 1 lít xăng á, nó đi tầm khoảng cỡ 55 đến 60 lần các bạn, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Và hiện tại dòng xe này á, thì được thiết kế với cái hình thái mới, có nghĩa là phần mặt nạ đó các bạn nó sẽ to hơn những cái phiên bản cũ. Bản cũ là phiên bản của 2023, bản cũ là mặt nạ nó sẽ thon gọn, còn bản mới này thì nó sẽ nâng cao cái tầm gọi là hầm hố hơn so với phiên bản cũ ha. Và hiện tại xi nhan của dòng xe này cũng được thiết kế là xi nhan dạng như là phá cách, nó sẽ to lớn ở phần hai bên này, nó ôm thêm cái phần đầu nè, nó thể hiện cái độ hầm hố của dòng xe này. Và dòng xe này sử dụng bóng đèn là bóng đèn halogen theo mẫu cũ là bóng đèn vàng. Thì nói chung là bóng đèn halogen hay là bóng đèn led thì nó cũng có cái ưu điểm và nhược điểm riêng. Với bóng đèn halogen này cho cường độ ánh sáng vàng, nhưng là cái ưu điểm của nó các bạn mình chạy vào những khu vực ví dụ như là mình chạy vào đêm tối nhưng mà mắc mưa chẳng hạn, bóng đèn halogen này sẽ cho ra cường độ ánh sáng vàng rất là dễ đi hơn so với bóng đèn led nha các bạn. Kế tiếp thì Nhuận sẽ quay cho bạn một cái điểm thay đổi nữa, chính là bộ tem của dòng RX này. Bộ tem này chính là sử dụng là bộ tem thon gọn, nó sẽ có những cái đường viền rất là sắc nét, chẳng hạn như là nền đen, nền đỏ kết hợp bộ tem này rất là sặc sỡ, rất là dễ nè. Và ưu điểm của màu trắng này nó sẽ rất là dễ phối màu. Các bạn mình sở hữu cái phiên bản màu trắng đen này, mình mặc đồ sao cũng được, rất là dễ phối màu ha. Và hiện tại ở phần vần bẩn xe này sẽ có hai bộ tem lớn. Đầu tiên là bộ tem Sport cực kỳ đẹp nè, có những cái đường viền màu xám, màu đen ha các bạn. Và kế tiếp sẽ có được cái đường hình tia sét này các bạn, rất đẹp luôn nha các bạn. Và hiện tại phần thân xe dòng xe này được thiết kế là thon gọn ha, nó sẽ có cái bộ tem RX ở phần cuối nè, RX được dập nổi 3D ha các bạn, bộ tem là tem nổi. Còn ở phiên bản bánh câm thì sử dụng là tem dán thông thường, chỉ có phiên bản bánh mâm là sử dụng là tem nổi này thôi, và có những cái đường viền chạy dọc theo phần tem này các bạn, cực kỳ đẹp và cuốn hút luôn nha các bạn. Rồi thì Nhuận sẽ đi cùng với các bạn mình tìm hiểu thêm những cái thông tin chi tiết của dòng xe này mà có thể là mình dễ dàng mình cập nhật, còn những cái ưu điểm ví dụ như là phần ổ khóa điện đi. Ổ khóa điện thì bao gồm là ba tính năng ha, khóa cổ, khóa điện, khóa từ, và thêm một cái chức năng, cái tiện ích chính là tiện ích mở yên. Mình chỉ cần ấn vào nút nhẹ nhàng mình có thể là dễ dàng mở yên. Và các bạn mình xem nè, hộp đựng đồ dòng xe này thì mình có thể là để nón bảo hiểm cũng được các bạn,
Nón bảo hiểm này sử dụng là nón bảo hiểm nửa đầu, các bạn để vào đây vừa vặn, và nó sẽ có thêm những cái chi tiết học đựng đồ sâu và rộng nè. Mình có thể là để nón bảo hiểm hoặc là để những vật dụng giấy tờ đều rất là ok ha. Thì nói về giá của dòng xe quay gửi tiếp á, thì hiện tại có nhiều phiên bản cũng như là nhiều giá. Thì giá hôm nay đấy chỉ từ là 22.900.000. Khi các bạn mình có nhu cầu sử dụng xe ở thời điểm bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến là kết thúc ngày 20 thì mình sẽ được hỗ trợ giảm ngay là 1 triệu đồng chương trình là quốc tế phụ nữ. Và bên cạnh đó, cửa hàng mình sẽ tặng cho các bạn thêm một cái nón bảo hiểm set map 3/4. Chương trình này thì là áp dụng cho nữ đứng tên nha các bạn. Nếu nữ đứng tên sẽ được hỗ trợ giảm giá nè, và tặng nón bảo hiểm 3/4 đầu nè. Và bên cạnh đó, khách hàng còn được hỗ trợ tặng thêm một cái gói quà trị giá là 500.000 nữa. Mình sẽ được nhận là bao gồm một mũ bảo hiểm thêm nè, một cái áo mưa nè, nửa lít xăng, 6 lần kiểm tra định kỳ, một cái phiếu bảo dưỡng xe trị giá 462.000. Và chưa dừng lại ở đó, quà tặng rất là nhiều, tặng thêm cho các bạn một cái phiếu voucher trị giá là 300.000 để gắn 3 ga phụ kiện. Thay vì những phần phụ kiện đó các bạn, mình ra ngoài phải mua thêm khi mua xe. Nhưng mà không, cửa hàng bên mình bình thường cũng có bán phụ kiện, nhưng mà mình mua xe tại cửa hàng thì mình sẽ tặng cho bạn thêm một cái phiếu phụ kiện là trị giá 300.000 để có thể là dễ dàng mình gắn phụ kiện tại cửa hàng luôn nha các bạn. Thì nhiều bạn thắc mắc á, thì 300.000 để mình mua được cái gì? Ví dụ như là bộ ba ga nè, có thể là ga phủ nano nè, công tắc đèn nè, hoặc là chống trộm vân vân, rất là nhiều ha. Và đến với cửa hàng á thì các bạn mình sẽ có chương trình là thu cụ đê mới. Với chương trình này á thì các bạn mình sẽ được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, hoặc là mình mua tiền mặt sẽ được giảm ngay là 1 triệu đồng. Thì ví dụ như thực tế là mình đang có một dòng xe đời cũ mình không sử dụng, có thể là chi phí sử dụng cao quá, hoặc là các nó hay hư hỏng dọc đường, hoặc là hết hàng bảo hành gì đó vân vân, mình sợ xe mình hay bị hư hỏng dọc đường gây nguy hiểm cho mình, thì mình có thể là tham khảo chương trình này để mình đổi xe đó. Thì hiện tại nếu các bạn mình có liên hệ với những qua kênh online như thế này á, khi các bạn mình xem live nè các bạn, mình sẽ được hỗ trợ giảm giá thêm nha. Các bạn mình sẽ liên hệ với những đi, thì các bạn mình sẽ được hưởng những cái chương trình khuyến mãi riêng khi khách hàng liên hệ với những qua kênh online như thế này. Và phần cuối cùng chính là cái chương trình là giao xe tận nhà, hoặc là chương trình trả góp 0% lãi suất. Thì với chương trình là chương trình trả góp 0% lãi suất là để áp dụng khách hàng mình đổi xe, còn bình thường không đổi xe thì khách hàng mình sẽ được hỗ trợ chương trình lãi suất ưu đãi 0,79% và giao luôn cà vạt gốc ha các bạn. Chương trình khuyến mãi cực kỳ tốt ở thời điểm là quốc tế phụ nữ ngày 20 tháng 10 ha. Các bạn mình có nhu cầu sử dụng xe thì cứ việc alo cho Nhật nha. Thì hiện tại cửa hàng bên mình sẽ có đầy đủ tất cả những dòng xe của Honda, ví dụ như là Future, Vario, Winner X, hay là đằng kia thì đã có Vision nào nè, SH, SH Mo vân vân. Các bạn mình có nhu cầu thì alo cho Nhật đi, thì Nhật sẽ tư vấn cho các bạn về giá khuyến mãi tốt nhất dành cho bạn nha. Rồi, xin chào và cảm ơn các bạn đã xem clip ạ. Xin chào ạ.